an trụ tinh tấn ba làm mật đa nếu đại bồ tát xây cất sửa sang tăng giả lam trải qua một ngày rồi nghĩ ngày hôm nay sao lại dài thế nên biết đây gọi là bồ tát giải đãi nếu đại bồ tát làm việc này rồi khởi nghĩ ngày hôm nay sao lại ngắn vậy nên biết đây gọi là bồ tát tinh tấn an trụ tinh tấn ba làm mật đa nếu đại bồ tát coi sự nghiệp đã làm trong nửa năm phải tưởng lâu dài nên biết đây gọi là bồ tát giải đãi nếu Đại Bồ Tát coi sự nghiệp đã làm trong nửa năm như sự nghiệp đã làm trong một ngày, nên biết đây gọi là Bồ Tát tinh tấn, an trụ tinh tấn, và làm mật đa. Nếu Đại Bồ Tát coi sự nghiệp đã làm trong một năm, khởi trường lâu dài, nên biết đây gọi là Bồ Tát giải đãi, nếu Đại Bồ Tát coi sự nghiệp đã làm trong một năm như sự nghiệp đã làm trong một ngày, nên biết đây gọi là Bồ Tát tinh tấn, an trụ tinh tấn, ba làng mật đa. Nếu Đại Bồ Tát coi sự nghiệp đã làm trong nửa kiếp phải tưởng lâu dài, nên biết đây gọi là Bồ Tát giải đãi. Nếu Đại Bồ Tát coi sự nghiệp đã làm trong nửa kiếp giống như sự nghiệp đã làm trong một ngày, nên biết đây gọi là Bồ Tát tinh tấn, an trụ tinh tấn, ba làng mật đa. Nếu đại Bồ Tát coi sự nghiệp đã làm trong một kiếp khởi tưởng lâu dài, nên biết đây gọi là Bồ Tát giải đãi. Nếu đại Bồ Tát coi sự nghiệp đã làm trong một kiếp giống như sự nghiệp đã làm trong một ngày, nên biết đây gọi là Bồ Tát tinh tấn, an trụ tinh tấn, ba Làng mật đa. Lại nữa, mãn từ từ, các đại Bồ Tát tu hạnh Bồ đề, không nghĩ kiếp số nhiều ít nghĩa là nghĩ ta phải trải qua bao nhiêu số kiếp mới chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nếu đại bồ tát suy nghĩ kiếp số mà phân biệt giới hạn rồi tinh tấn dõng mãnh tu hạnh bồ đề cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nên biết đây gọi là bồ tát giải đãi nếu đại bồ tát suy nghĩ như vậy dù trải qua vô lượng vô biên đại kiếp tinh tấn dõng mãnh tu hạnh bồ đề mới chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề ta nhất định không sanh tâm thối lui, xương năng cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà, Nên biết đây gọi là Bồ Tát tinh tấn, an trụ tinh tấn ba la mật đa, tu hành tinh tấn ba la mật đa, khiến cho mau chóng viên mãn, xa lìa sanh tử, mau chứng đắc trí nhất thiết trí, làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Nếu Đại Bồ Tát suy nghĩ kiếp số mà giới hạn phân biệt, tuy rất dõng mãnh thường xuyên năng tu học bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa nhưng cũng gọi là bồ tát giải đãi nếu đại bồ tát suy nghĩ như vậy dù trải qua vô lượng vô biên đại kiếp nỗ lực dõng mãnh thường xuyên tu học bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa mới được viên mãn mới chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đã nhất định không sanh tâm thối lui nên biết đây gọi là bồ tát tinh tấn an trụ tinh tấn ba la mật đa mau chứng đắc trí nhất thiết trí nếu đại bồ tát suy nghĩ kiếp số mà giới hạn phân biệt tùy rất rõ mãnh thường xuyên năng tu học trí pháp nội không ngoại không nội ngoại không 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 đại không thắng nghĩa không hữu vi không vô vi không tất cánh không vô tế không, tán không, vô biến dị không, bản tính không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tính không, tự tính không, vô tính tự tính không. Nhưng cũng gọi là Bồ Tát giải đãi nếu Đại Bồ Tát suy nghĩ như vậy. Dù trải qua vô lượng vô biên đại kiếp, nỗ lực dõng mãnh thường xuyên tu học trí pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không mới được viên mãn, mới chứng quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đà, ta nhất định không sanh tâm thối truyền nên biết đây gọi là Bồ Tát tinh tấn, an trụ tinh tấn, ba la mật đa, mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Nếu Đại Bồ Tát suy nghĩ kiếp số mà có giới hạn phân biệt, tuy rất rõ mãnh, thường xuyên năng tu học trí các pháp chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, nhưng cũng gọi là Bồ Tát giải đãi. Nếu Đại Bồ Tát suy nghĩ như vậy, dù trải qua vô lượng vô biên đại kiếp nỗ lực rõ mãnh thường xuyên tu học trí các pháp chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ mới được viên mãn mới chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề ta nhất định không sanh tâm thối chuyển nên biết đây gọi là bồ tát tinh tấn an trụ tinh tấn ba la mật đa mau chứng đắc trí nhất thiết trí nếu đại bồ tát suy nghĩ kiếp số mà có giới hạn phân biệt tuy rất rõ mãnh thường xuyên năng tu học trí vô minh duyên hành hành duyên thức thước duyên danh sắc danh sắc duyên lục xứ lục xứ duyên xúc xúc duyên thọ thọ duyên ái ái duyên thủ thủ duyên hữu hữu duyên sanh sanh duyên lão tử nhưng cũng gọi là bồ tát giải đãi nếu đại bồ tát suy nghĩ như vậy dù trải qua vô lượng vô biên đại kiếp nỗ lực dõng mãnh thường xuyên tu học trí vô minh duyên hành cho đến sanh duyên lão tử mới được viên mãn mới chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề ta nhất định không sanh tâm thối chuyển nên biết đây gọi là Bồ Tát tinh tấn, An à, trụ tinh tấn, ba la mật đa, mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Nếu Đại Bồ Tát suy nghĩ kiếp số mà có giới hạn phân biệt, tuy rất rõ mãnh, thường sinh năng tu học trí, vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt nên danh sắc diệt, danh sắc diệt nên lục xứ diệt, lục xứ diệt nên xúc diệt, xúc diệt nên thọ diệt, thọ diệt nên ái diệt, ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt. Kiểu diệt nên sanh diệt, sanh diệt nên lão tử diệt, nhưng cũng gọi là Bồ Tát giải đãi nếu đại Bồ Tát suy nghĩ như vậy. Dù trải qua vô lượng vô biển đại kiếp, nỗ lực rõ mãnh thường xuyên tu học chỉ vô minh diệt nên hành diệt, cho đến sanh diệt nên lão tử diệt, mới được viên mãn, mới chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề ta nhất định không sanh tâm thối chuyển. Nên biết đây gọi là Bồ Tát tinh tấn, an trụ tinh tấn, ba la mật đa, mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Nếu Đại Bồ Tát suy nghĩ kiếp số mà có giới hạn phân biệt, tùy rất rõ mãnh, thường sinh năng tu học trí thánh đế khổ, hoặc khổ hoặc vô thường, hoặc không hoặc vô ngã, trí thánh đế tập hoặc nhân hoặc tập hoặc sanh hoặc duyên trí thánh đế diệt hoặc diệt hoặc tĩnh hoặc diệu hoặc ly trí thánh đế đạo hoặc đạo hoặc như hoặc hành hoặc xuất nhưng cũng gọi là bồ tát giải đãi nếu đại bồ tát suy nghĩ như vậy dù trải qua vô lượng vô biên đại kiếp nỗ lực dõng mãnh thường xuyên tu học trí thánh đế khổ hoặc khổ hoặc vô thường hoặc không hoặc vô ngã cho đến trí thánh đế đạo hoặc đạo hoặc như hoặc hành hoặc xuất mới được viên mãn mới chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề ta nhất định không sanh tâm thối chuyển nên biết đây gọi là bồ tát tinh tấn an trụ tinh tấn ba la mật đa mau chứng đắc trí nhất thiết trí nếu đại bồ tát suy nghĩ kiếp số mà có giới hạn phân biệt tùy rất rõ mãi thường sinh năng tu học bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc nhưng cũng gọi là bồ tát giải đãi nếu đại bồ tát suy nghĩ như vậy dù trải qua vô lượng vô biên đại kiếp nỗ lực dõng mãnh thường xuyên tu học bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc mới được viên mãn mới chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề ta nhất định không sanh tâm thối chuyển nên biết đây gọi là bồ tát tinh tấn an trụ tinh tấn ba la mật đa mau chứng đắc trí nhất thiết trí nếu đại bồ tát suy nghĩ kiếp số mà có giới hạn phân biệt tuy rất dõng mãnh thường xuyên năng tu học bốn niệm trụ bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm đực, bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo nhưng cũng gọi là bồ tát giải đãi nếu đại bồ tát suy nghĩ như vậy dù trải qua vô lượng vô biên đại kiếp nỗ lực dõng mãnh thường xuyên tu học bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo mới được viên mãn mới chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà, ta nhất định không sanh tâm thối chuyển nên biết đây gọi là Bồ Tát tinh tấn, an trụ tinh tấn, ba la mật đa, mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Nếu Đại Bồ Tát suy nghĩ kiếp số mà có giới hạn phân biệt, tuy rất rõ mãnh, thường xem năng tu học ba pháp môn giải thoát, nhưng cũng gọi là Bồ Tát giải đãi. Nếu Đại Bồ Tát suy nghĩ như vậy, dù trải qua vô lượng vô biên đại kiếp, nỗ lực dõng mãnh, thường xuyên tu học ba pháp môn giải thoát mới được viên mãn, mới chứng quả vị vô thượng tránh đằng bồ đề, ta nhất định không sanh tâm thối chuyển. Nên biết đây gọi là Bồ Tát tinh tấn, an trụ tinh tấn, ba la mật đa, mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Nếu Đại Bồ Tát suy nghĩ kiếp số mà có giới hạn phân biệt, tuy rất dõng mãnh thường xuyên năng tu học tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ lớp mười biến xứ nhưng cũng gọi là bồ tát giải đãi nếu đại bồ tát suy nghĩ như vậy dù trải qua vô lượng vô biên đại kiếp nỗ lực dõng mãnh thường xuyên tu học tám giải thoát cho đến mười biến xứ mới được viên mãn mới chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề là nhất định không sanh tâm thối chuyển nên biết đây gọi là Bồ Tát tinh tấn, an trụ tinh tấn, ba la mật đa, mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Nếu Đại Bồ Tát suy nghĩ kiếp số mà có giới hạn phân biệt, tuy rất rõ mãnh, thường xuyên năng tu học pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, nhưng cũng gọi là Bồ Tát giải đãi. Nếu Đại Bồ Tát suy nghĩ như vậy, dù trải qua vô lượng vô biên đại kiếp, nỗ lực dõng mãnh thường xuyên tu học pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa mới được viên mãn, mới chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, ta nhất định không sanh tầm thối chuyển, nên biết đây gọi là bồ tát tinh tấn, an trụ tinh tấn ba la mật đa, mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Nếu đại bồ tát suy nghĩ kiếp số mà có giới hạn phân biệt, tuy rất dõng mãnh, thường xuyên năng tu học các bồ tát địa và các trí địa, nhưng cũng gọi là bồ tát giải đãi. Nếu Đại Bồ Tát suy nghĩ như vậy, dù trải qua vô lượng vô biên đại kiếp, nỗ lực rõ mãnh thường xuyên tu học các Bồ Tát địa và các trí địa mới được viên mãn, mới chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, đã nhất định không sanh tâm thối chuyển. Nên biết đây gọi là Bồ Tát tinh tấn, an trụ tinh tấn, và làm mật đa, mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Nếu Đại Bồ Tát suy nghĩ kiếp số mà có giới hạn phân biệt, tuy rất dõng mãnh thường xuyên năng tu học năm lại mắt thanh tịnh, sáu phép thần thông thủ thắng nhưng cũng gọi là Bồ Tát giải đãi. Nếu Đại Bồ Tát suy nghĩ như vậy, dù trải qua vô lượng vô biên đại kiếp, nỗ lực rõ mãnh, thường xuyên tu học năm loại mắt thanh tịnh, sáu phép thần thông thủ thắng mới được viên mãn, mới chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, ta nhất định không sanh tâm thối chuyển. Nên biết đây gọi là Bồ Tát tinh tấn, an trụ tinh tấn ba la mật đa, mau chứng đăng trí nhất thiết trí. Nếu Đại Bồ Tát suy nghĩ kiếp số mà có giới hạn phân biệt, tuy rất rõ mãnh, thường xuyên năng tu học, mười lực như lai, like, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, nhưng cũng gọi là Bồ Tát giải đãi. Nếu Đại Bồ Tát suy nghĩ như vậy, dù trải qua vô lượng vô biển đại kiếp, nỗ lực rõ mãnh, thường xuyên tu học, mười lực như lai, like, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mới được viên mãn, mới chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, ta nhất định không sanh tâm thối chuyển nên biết đây gọi là Bồ Tát tinh tấn. An trụ tinh tấn ba la mật đa, mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Nếu Đại Bồ Tát suy nghĩ kiếp số mà có giới hạn phân biệt, tùy do dõng mãnh thường xuyên năng tu học đại Từ, đại bi, đại hỷ, đại xà, 18 pháp Phật bất cộng, nhưng cũng gọi là Bồ Tát giải đãi nếu Đại Bồ Tát suy nghĩ như vậy. Dù trải qua vô lượng vô biên đại kiếp, nỗ lực dõng mãnh thường xuyên tu học đại Từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng mới được viên mãn, mới chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề. Ta nhất định không sanh tâm thối chuyển, nên biết đây gọi là Bồ Tát tinh tấn, an trụ tinh tấn Ba La Mật -ma Đa, mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Nếu đại Bồ Tát suy nghĩ kiếp số mà có giới hạn phân biệt, tuy rất rõ mãnh, thường siêng năng tu học, Pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, nhưng cũng gọi là Bồ Tát giải đãi. Nếu Đại Bồ Tát suy nghĩ như vậy, dù trải qua vô lượng vô biên đại kiếp, nỗ lực rõ mãnh, thường xuyên tu học pháp không quên mất, đánh luôn luôn xả mới được viên mãn, mới chứng quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề. Ta nhất định không sanh tâm thối chuyển, nên biết đây gọi là Bồ Tát tinh tấn, an trụ tinh tấn ba la mật đa, mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Nếu Đại Bồ Tát suy nghĩ kiếp số mà có giới hạn phân biệt, tùy rất rõ mãnh, thường xuyên năng tu học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhưng cũng gọi là Bồ Tát giải đãi, nếu đại bồ tát suy nghĩ như vậy, dù trải qua vô lượng vô biền đại kiếp, nỗ lực rõ mãnh thường xuyên tu học trí nhất thiết, trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mới được viên mãn, mới chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, ta nhất định không sanh tâm thối chuyển. Nên biết đây gọi là Bồ Tát tinh tấn, an trụ tinh tấn, ba la mật đa, mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Nếu đại bồ tát suy nghĩ kiếp số mà có giới hạn phân biệt tuy rất rõ mãnh, thường xuyên năng tu học tất cả hạnh Đại Bồ Tát, nhưng cũng gọi là Bồ Tát giải đãi. Nếu Đại Bồ Tát suy nghĩ như vậy, dù trải qua vô lượng vô biên đại kiếp, nỗ lực rõ mãnh, thường xuyên tu học tất cả hạnh Đại Bồ Tát mới được viên mãn, mới chứng quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đà, ta nhất định không sanh tâm thối chuyển. Nên biết đây gọi là Bồ Tát tinh tấn, an trụ tinh tấn, ba la mật đa, mau chứng đắc trí nhất thiết trí, lại nữa, mãn từ từ, nếu có lời khuyến thỉnh Đại Bồ Tát, Ngài nên vì tôi trong một ngày phá vỡ núi chúa rượu cao. Nếu hỏi lại, lượng núi chúa rượu cao thế nào mà ông bắt tôi đập phá làm bao nhiêu phần? Nên biết đây gọi là Bồ Tát giải đãi, nếu suy nghĩ như vậy. Dù núi chúa rượu cao lớn hay nhỏ, trong một ngày tôi sẽ vì ông mà đập phá ra như hạt cải, hoặc như vi trần, tuy trải qua nhiều thời gian mới đập phá được. Nhưng ý vị kia cho rằng như chỉ trong chốc lát nên biết đây gọi là bồ tát tinh tấn nếu đại bồ tát suy nghĩ giả sử hàng hà sa số đại kiếp làm thành một ngày đêm tích lũy ngày đêm lại thành đại kiếp dù trải qua vô lượng đại kiếp như vậy tu hạnh bồ tát mới chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì trong thời gian đó tầm tôi cũng không thối chuyển huống chi không có việc này mà chẳng riêng năng cầu nên biết đây gọi là bồ tát tinh tấn nếu Bồ Tát khi nghe thuyết tướng tinh tấn như thế bộc lộ sự vui mừng, tâm không khiếp sợ, nên biết đây gọi là Bồ Tát tinh tấn. Nếu Bồ Tát khi nghe thuyết tướng tinh tấn như thế, tâm kia thối lui hoang mang, sanh lòng sợ hãi, nên biết đây gọi là Bồ Tát giải đãi không thể mau đắc trí nhất thiết trí. Nếu Đại Bồ Tát nghe thuyết tinh tấn Ba La Mật Đa suy nghĩ như vậy, biết khi nào mới thành tựu công đức thủ thắng khó chứng như thế, nên biết đây gọi là Bồ Tát giải đãi nếu đại bồ tát nghe thuyết tinh tấn ba la mật đa suy nghĩ như vậy công đức như thế ta đều có đủ ta phải nhất định tu tập để mau tiến đến bờ bên kia nên biết đây gọi là bồ tát tinh tấn nếu có người đến xin tay chân đầu của đại bồ tát bồ tát liền nghĩ nếu ta cho người kia thì sẽ không tay không chân không đầu nên biết đây gọi là bồ tát giải đãi nếu có người đến xin tay chân đầu của Đại Bồ Tát, Bồ Tát tiền suy nghĩ, ta đem cho người kia sẽ được tay chân đầu vô thượng vi diệu của trời người A Tố Lạc, vân vân nên biết đây gọi là Bồ Tát tinh tấn. Nếu có người đến xin mắt tai của Đại Bồ Tát, Bồ Tát tiền nghĩ, ta đem cho người kia thì không còn mắt tai, nên biết đây gọi là Bồ Tát giải đãi nếu có người đến xin mắt tai của đại bồ tát bồ tát liền nghĩ ta bố thí cho người kia thì sẽ được mắt tai vô thượng giống như thắng trí của trời người a tố lạc vân vân, nên biết đây gọi là bồ tát tinh tấn xa lìa nhị thừa thân cận trí nhất thiết trí nếu có người đến xin lóng đốt từng phần nơi thân của đại bồ tát bồ tát liền nghĩ nếu ta đem cho người kia thì bị thiếu các lóng đốt nơi thân nên biết đây gọi là bồ tát giải đãi nếu có người đến xin lóng đốt từng phần nơi thân của đại Bồ Tát, Bồ Tát liền nghĩ, ta đem cho người ấy sẽ được các lóng đốt thân phần Phật pháp vô thượng, pháp nhất thiết trí của trời người A Tố Lạc vân vân, nên biết đây gọi là Bồ Tát tinh tấn. Nếu có người đến xin nhiều thứ của đại Bồ Tát, Bồ Tát liền nghĩ, người này xin rất nhiều như vậy thì làm sao thực hiện đầy đủ ý nguyện đó, nên biết đây gọi là Bồ Tát giải đãi. Nếu có người đến xin nhiều thứ của Đại Bồ Tát, Bồ Tát liền nghĩ, xin như thế chưa là nhiều. Giả sử các loài hữu tình ở hàng hà xa số thế giới trong một ngày đều đến xin ta các thứ cần dùng, ta nên dùng phương tiện tìm kiếm tiền tài châu báu khắp nơi để cho họ đầy đủ. Huống chi chỉ bấy nhiêu đó mà không cho, nên biết đây gọi là Bồ Tát tinh tấn. Vì sao? Vì nếu các đại Bồ Tát muốn dẫn dắt hiển lộ vô lượng Phật Pháp, Pháp nhất thiết trí, chẳng phải dùng tinh tấn có hạn lượng bố thí mà có thể dẫn dắt hiển lộ vô lượng Phật Pháp, Pháp nhất thiết trí. Cốt yếu là phải mặc áo giác, đội mũ tinh tấn, bố thí vô lượng rộng lớn mới có thể dẫn dắt hiển lộ vô lượng Phật Pháp, Pháp nhất thiết trí. Ví như có người muốn qua biển lớn, điều cốt yếu trước hết là phải chuẩn bị đầy đủ các thứ tư lương nhiều do tuần, hơn trăm do tuần, hơn ngàn do tuần, hơn trăm ngàn do tuần, sau đó mới đi. Chúng Đại Bồ Tát cũng vậy, muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cần phải trải qua vô lượng trăm ngàn muôn ước kiếp, tu tập tư lương sau đó mới chứng. Nếu Đại Bồ Tát nào suy nghĩ, ta có hạn lượng, có bến bờ đại kiếp, cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên biết đây gọi là Bồ Tát giải đãi nếu đại bồ tát nào suy nghĩ ta không giới hạn số lượng không giới hạn bến bờ đại kiếp cầu chứng quả vị vô thượng chánh đằng bồ đề, nên biết đây gọi là bồ tát tinh tấn bấy giờ mãn từ từ bạch phật bạch thế tôn các đại bồ tát tinh tấn như thế đâu gọi là khó thế tồn tại Thầy cho rằng chúng Đại Bồ Tát tinh tấn như thế chẳng phải là khó sao. Mãn từ từ bạch Phật, bạch Thế Tôn các Đại Bồ Tát tinh tấn như thế, còn cho rằng chẳng phải khó. Vì sao? Vì Phật thuyết các Pháp đều như việc huyễn, cảm thọ vui, cảm thọ khổ, và các điều dẫn đến sự cảm thọ khác đều như huyễn. Bồ Tát đã thông đạt thật tánh các Pháp như thế thì tinh tấn khó gì? Thế Tôn bảo mãn từ từ nên biết chúng Đại Bồ Tát tuy biết các Pháp đều là việc như huyễn, nhưng vẫn phát khởi tinh tấn thân tâm an trụ tinh tấn Ba La Mật Đa, cầu Đại Bồ Đề thường không ngưng nghỉ, do đó tinh tấn như vậy rất là khó đối với chúng Đại Bồ Tát mãn từ từ liền bạch Phật, bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, bạch thiện thệ thật hy hi hữu, khéo thuyết tinh tấn rất khó của chúng đại Bồ Tát nên biết chúng đại Bồ Tát có thể làm những việc khó, tuy biết các pháp hoàn toàn vô sở hữu nhưng vẫn cầu quả vị vô thượng tránh đằng bồ đề vì muốn thuyết cho vô biên các loại hữu tình chấm dứt tránh pháp vô trí. Nhưng các pháp vô trí thật vô sở hữu cũng không thật, chấp vô trí là vì ngã và ngã sở cũng không có hữu tình nghĩ như vậy. Đây là ngã và ngã sở chân thật. Như vậy vô trí là do nhân duyên hòa hợp cho nên sanh mà thật không sanh, duyên xa lìa cho nên diệt mà thật không diệt. Đại Bồ Tát tuy biết như thế nhưng tâm không thối chuyển. Đại Bồ Tát này an trụ tinh tấn ba la mật đa nên biết đây gọi là Bồ Tát tinh tấn. Nếu Đại Bồ Tát nghĩ như vậy, các Pháp đều không. Bây giờ ta phải làm sao phát vẩy tinh tấn ba la mật đa, nên biết đây gọi là Bồ Tát giải đái. Nếu Đại Bồ Tát nghĩ như vậy, vì tất cả Pháp hoàn toàn không, cho nên ta cầu quả vị vô thượng tránh đằng Bồ đề. Hiểu rõ các Pháp là không, thuyết cho hữu tình, khiến cho họ thoát các khổ sanh tử trong năm đường, nên biết đây gọi là Bồ Tát tinh tấn. Nếu Đại Bồ Tát nghĩ như vậy, sanh tử không ngàn mé, ta đâu có thể làm cho họ đều được diệt độ. Nên biết đây gọi là Bồ Tát giải đãi. Nếu Đại Bồ Tát nghĩ như vậy, sanh tử vô thủy nhưng có chấm dứt, sao ta lại không làm cho họ diệt độ? Giả sử tinh tấn cầu Đại Bồ Đề, dù từ vô thủy đến nay đã trải qua nhiều kiếp số, sau đó mới chứng, ta cũng cầu huống chi không trải qua nhiều kiếp số lại nghĩ các bồ tát ưa thích tu tập tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí như lúc phát tâm thời gian trôi qua thấm thoát một ngày nửa tháng một tháng một năm hai năm vân vân mà vẫn không hay không biết nếu các bồ tát ưa thích tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa làm cho tâm thanh tịnh hoàn toàn chẳng có suy nghĩ hiểu rõ bao nhiêu ngày đêm nửa tháng một tháng một năm hai năm vân vân đã qua vì vậy việc cầu bồ đề rất dễ đắc không nên sợ hãi thời gian dài mà càng tinh tấn nên biết đây gọi là Bồ Tát tinh tấn. Ví như trường giả cầu nhiều của cải, ngày đêm siêng năng suy nghĩ, tìm phương tiện, thưởng nghĩ. Phải cần thời gian bao lâu ta mới được nhiều của cải cho thỏa mãn sở nguyện, do đó không rảnh để mong cầu việc uống ăn. Đại Bồ Tát cũng vậy, muốn cầu sáu pháp ba la mật đa để tâm được thanh tịnh, nên tinh cần tu tập tác ý tương ứng với trí nhất thiết trí như vừa mới phát tâm đã qua ngày đêm nửa tháng, một tháng, một năm, hai năm, vân vân, thường suy nghĩ, chừng nào ta sẽ được vật bóng trí nhất thiết lợi ích cho hữu tình. Khi ấy mãn từ từ liền bạch Phật, bạch Thế Tôn các Bồ Tát, bằng áo giáp đại tinh tấn như tinh cần, cầu bóng công đức vô thượng của Phật, làm lợi ích hữu tình. Đúng thật như Thế Tôn thường thuyết, tất cả Bồ Tát có thể làm những việc khó làm. Phật bảo mãn từ từ, ta xem tất cả thế gian, trời, người, vân vân không đầy đủ công đức hiếm có như các đại Bồ Tát, ngoại trừ như lai ứng tránh đẳng giác. Khi ấy mãn từ từ bèn rời khỏi tòa đứng dậy, chạch y che vai bên trái, cối phải quỳ chấm đất, chắp tay cung kính bạch Phật. Bạch Thế Tôn các loài hữu tình ở đông tây nam bắc bốn góc trên dưới vô biên thế giới trụ Bồ Tát thừa. Ai chưa phát tâm vô thượng Bồ đề nguyện mau chóng phát tâm, ai đã phát tâm vô thượng Bồ đề nguyện cho vĩnh viễn không thối chuyển. Nếu ai đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề không thối truyền, thì nguyện cho mau viên mãn trí nhất thiết trí. Phật hỏi mãn từ từ Thầy quán nghĩa nào mà nguyện các Bồ Tát mau được viên mãn trí nhất thiết trí? Mãn từ từ bạch Phật, Bạch Thế Tôn nếu không có Bồ Tát thì không có chư Phật xuất hiện thế gian. Nếu không có chư Phật xuất hiện thế gian thì không có chúng Bồ Tát và Thanh Văn. Cần có Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát mới có chư Phật xuất hiện thế gian. Vì có chư Phật xuất hiện thế gian mới có chúng Bồ Tát và Thanh Văn. Ví như cây lớn do có gốc thân nên có nhánh lá, do có nhánh lá nên có hoa quả, do có hoa quả nên lại xanh cây lớn. Như vậy, thế gian do có Bồ Tát nên có chư Phật xuất hiện thế gian. Do có chư Phật xuất hiện thế gian nên có chúng Bồ Tát và Thanh Văn. Do có Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát, lại có như lai ứng tránh đẳng giác xuất hiện thế gian làm lợi ích lớn. Phật khen mãn từ từ, lành thay, lành thay, đúng như lời Thầy nói. Khi ấy, Phật bảo Ananda, Thầy nên thọ trì sự tinh tục.